Phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống, phẩm thứ 11, phần 4. Khi ấy bọn sáu thầy ngoại đạo sanh lòng ganh ghét, cùng họp nhau đến tâu lên vua Ba Tư Nặc rằng: Đại vương nên biết rằng đất đai của đại vương là trong sạch an ổn, vắng vẻ yên tĩnh, đúng là chỗ mà hàng xuất gia an trụ. Chúng tôi vì vậy mới đến đây. Đại vương dùng chánh pháp mà cai trị nên trừ hại cho dân. Sa môn Cồ Đàm là người tuổi nhỏ, sức học cạn cợt, đạo thuật không có. Ở nước này từ trước đã có những bậc kỳ cựu đầy đủ đức hạnh. Cổ Đàm ỷ mình thuộc dòng vua, chẳng sanh lòng cung kính những bậc kỳ cựu ấy. Nếu là dòng vua, theo phép lẽ ra phải lo việc trị dân, còn nếu đã xuất gia, lẽ ra phải kính trọng người có đủ đức hạnh. Đại vương hãy nghe cho kỹ đây, Sa môn Cổ Đàm thật chẳng phải sanh trong dòng vua. Nếu Sa môn Cổ Đàm có cha mẹ, vì sao lại đi cướp đoạt cha mẹ của người khác? Đại vương, trong kinh của chúng tôi có nói rằng qua 1000 năm sẽ có một yêu tinh dáng vẻ tốt đẹp, dùng phép huyễn hóa hiện ra mọi vật, chính là nói Sa môn Cổ Đàm đó. Nên phải biết rằng Sa môn Cổ Đàm không có cha mẹ. Nếu có cha mẹ, sao lại dạy rằng các pháp là vô thường, khổ, không vô ngã, không có kẻ tạo tác, không có người thọ nhận. Ông ấy dùng huyễn thuật mà dối gạt chúng sanh, những kẻ ngu si mới tin nhận, người có trí đều lìa bỏ. Đại vương, người làm vua là cha mẹ của thiên hạ, như đòn cân, như mặt đất, như gió, như lửa, như đường xá, như con sông, như cây cầu, như ngọn đèn, như mặt trời, mặt trăng. Phải theo đúng pháp mà xử việc, không phân biệt kẻ oán người thân. Sa môn Cồ Đàm không để cho chúng tôi được sống, chúng tôi đi đâu cũng bị người xua đuổi chẳng thôi. Xin đại vương cho phép chúng tôi với Cồ Đàm so nhau đạo lực. Nếu ông ấy thắng được chúng tôi sẽ chịu phụ thuộc ông ấy. Còn nếu chúng tôi thắng, ông ấy phải phụ thuộc chúng tôi. Vua nói: Đại đức, các vị mỗi bên đều có chỗ an trụ, tu hành truyền pháp cũng không giống như nhau. Này trẫm biết chắc rằng Đức Như Lai Thế Tôn đối với các ông không có sự ngăn trở. Bọn sáu thầy đáp: Sao lại không ngăn trở? Sa môn Cổ Đàm dùng pháp huyễn thuật lừa dối dụ dỗ mọi người và hàng Bà La Môn khiến họ đã quy phục hết cả rồi. Nếu vua cho phép chúng tôi với người ấy so nhau đạo lực, thì danh thơm của vua truyền khắp tám phương. Nếu vua không chấp thuận thì tiếng xấu ngập đường. Vua nói: Đại đức, các ông còn chưa biết rằng đạo lực oai thần của Như Lai cao vút nên mới đòi so sánh. Nếu các ông biết rõ được, ắt phải sợ mình không đủ sức. Bọn sáu thầy ngoại đạo nói: Đại vương, hay là ngài đã thọ nhận pháp hư huyễn của Cổ Đàm rồi? Xin đại vương hãy lưu ý nghe và suy xét, đừng xem thường việc chúng tôi nêu ra là không đúng thật, chỉ bằng cứ thử xem để biết thế nào là đúng thật. Vua liền đồng ý, nói: Được lắm, được lắm, hãy cứ làm như vậy. Cả bọn sáu thầy ngoại đạo lấy làm vui vẻ ra về. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc truyền chuẩn bị xa giá nghiêm trang, đi đến chỗ Phật cung kính lễ bái, đầu mặt cúi sát chân Như Lai, rồi đi quanh ba vòng cung kính, lui lại ngồi một bên bạch Phật: Thế Tôn, sáu thầy ngoại đạo vừa đến chỗ con thỉnh cầu việc so sánh đạo lực với ngài, còn không lượng định được sự việc đã mạn phép đồng ý với họ rồi. Phật dạy: Đại vương, lành thay, lành thay, giờ chỉ nên lo việc xây dựng thêm chỗ ở cho chúng tăng ở khắp nơi trong nước này. Vì sao vậy? Nếu ta với họ so nhau về thần lực, thì trong đồ chúng của họ sẽ có nhiều người thọ nhận sự giáo hóa của ta. Chốn này nhỏ hẹp, làm sao có thể dung chứa hết? Thiện nam tử, khi ấy ta vì bọn sáu thầy ngoại đạo mà thị hiện những thần thông biến hóa lớn lao chưa từng thấy. Suốt từ ngày mùng 1 cho đến ngày rằm, trong quãng thời gian ấy, có vô lượng chúng sanh phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Vô lượng chúng sanh đối với tam bảo phát khởi lòng tin, chẳng còn nghi ngờ. Vô lượng đồ chúng của sáu thầy ngoại đạo đều lìa bỏ tâm tà kiến, xuất gia theo chánh pháp. Vô lượng chúng sanh đạt được tâm không thối chuyển đối với quả vị bồ đề. Vô lượng chúng sanh đạt được pháp đà la ni, các môn tam muội. Vô lượng chúng sanh chứng đắc từ quả tu đà hoàn cho đến quả a la hán. Bấy giờ bọn sáu thầy ngoại đạo lấy làm hổ thẹn trong lòng, liền kéo nhau đến thành Bà Chỉ Đa, dạy cho nhân dân ở đó tin nhận theo tà pháp, bảo họ rằng Sa môn Cổ Đàm chỉ dạy có một việc không mà thôi. Thiện nam tử, khi ấy ta vì mẹ mà hiện lên cõi trời Đao Lợi an cư thuyết pháp dưới cội cây Ba Lợi Chất Đa. Trong khi đó bọn sáu thầy ngoại đạo rất vui mừng, bảo nhau rằng: Hay thay, nay nhà huyễn thuật Cổ Đàm đã đi mất rồi. Họ lại truyền dạy những điều làm cho vô lượng vô số chúng sanh tăng trưởng tà kiến. Bấy giờ vua Tần Bà Sa La, vua Ba Tư Nặc cùng với bốn bộ chúng liền bạch với Mục Kiền Liên rằng:
Đại đức, cõi Diêm Phủ Đề này tà kiến tăng trưởng, chúng sanh thật đáng thương. Đi vào nơi hết sức tối tăm u ám, thỉnh cầu đại đức lên cõi trời kia, đảnh lễ Đức Thế Tôn, truyền bạc những lời của chúng tôi như thế này. Nhưng nghe con vừa sanh ra chưa bao lâu, nếu không có sữa bú thì chắc chắn phải chết. Chúng sanh cõi này cũng giống như vậy. Cầu xin Như Lai thương xót chúng sanh trở lại trụ nơi đây. Lúc đó Mục Kiền Liên lặng thinh nhận lời. Rồi chỉ trong khoảng thời gian như người đại lực sĩ có duỗi cánh tay, ngài lên đến cảnh trời đang lợi, đến chỗ Thế Tôn bạch rằng: bốn chúng trong cõi Diêm Phủ Đề thảy đều khát ngưỡng Như Lai, mong được gặp Phật nghe pháp. Vua Tần Bà Sa La, vua Ba Tư Nặc cùng với bốn chúng đều dập đầu dưới chân Phật thưa rằng: chúng sanh trong cõi Diêm Phủ Đề này tà kiến tăng trưởng, đi vào chỗ hết sức tối tăm u ám, thật đáng thương thay. Như nghé con vừa sinh ra chưa bao lâu, nếu không có sữa chắc chắn sẽ chết. Chúng con cũng vậy, nguyện cầu Như Lai vì chúng sanh mà quay trở lại cõi Diêm Phủ Đề. Phật bảo Mục Kiền Liên: này ông hãy gấp rút trở về cõi Diêm Phủ Đề, bảo với các vị quốc vương và bốn bộ chúng rằng sau 7 ngày nữa Như Lai sẽ trở xuống. Ta sẽ vì việc khuất phục bọn sáu thầy ngoại đạo mà đến tại thành Bà Chỉ Đa. Qua 7 ngày sau, Đức Phật cùng với Đế Thích, Phạm Thiên, Ma Thiên, vô lượng chư thiên cõi trời Đao Lợi và chư thiên cõi trời Tịnh Cư, tất cả chư thiên như vậy cùng với mọi người đều vây quanh Như Lai, cùng đi đến thành Bà Chỉ Đa. Như Lai phát ra tiếng giảng pháp rèn vang như tiếng sư tử giống, dạy rằng: chỉ trong chánh pháp của ta mới thật có hàng Sa Môn và Bà La Môn. Tất cả các pháp đều là vô thường, vô ngã. Niết bàn là vắng lặng, an tĩnh, lìa khỏi mọi sự lỗi lầm, xấu ác. Nếu nói rằng trong pháp khác cũng có Sa Môn và Bà La Môn, có thường, có ngã, có niết bàn, đó là lời nói hoàn toàn vô lý. Khi ấy có vô lượng vô biên chúng sanh nghe được lời ấy, liền phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bấy giờ bọn sáu thầy ngoại đạo lại bảo nhau rằng: nếu trong pháp của chúng ta thật không có Sa Môn Bà La Môn, vì sao lại được thế gian cúng dường? Nói vậy rồi bọn họ lại tụ họp nhau cùng đi đến thành Tỳ Xá Ly. Thiện nam tử, sau một thời gian ta cũng đến thành Tỳ Xá Ly, nơi khu rừng Am La. Khi ấy nàng Am La biết ta đang ở đó nên muốn tìm đến. Và lúc đó ta dạy chư tỷ kheo rằng: nên quán bốn niệm xứ là thân thọ tâm pháp, khéo tu trí tuệ, tù trùy tùy chỗ tù tập, đừng để tâm buông thả lười nhác. Sao gọi là quán bốn niệm xứ? Nếu tỷ kheo nào quan sát trong thân, chẳng thấy có gì là ta và vật của ta, quan sát bên ngoài thân và khắp trong ngoài thân, cũng chẳng thấy có gì là ta và vật của ta. Đối với các cảm thọ, với tâm, với các pháp cũng đều quan sát như vậy, đó gọi là quán bốn niệm xứ. Sao gọi là tu tập trí tuệ? Nếu tỷ kheo nào thấy biết chân thật về khổ tập diệt đạo, đó gọi là tỷ kheo tu tập trí tuệ. Sao gọi là tâm không buông thả lười nhác? Nếu tỷ kheo nào niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Xả, niệm Thiên, đó gọi là tỷ kheo tâm không buông thả lười nhác. Khi ấy nàng Am La đi đến chỗ ta, cúi đầu và mặt làm lễ sát chân ta, đi quanh ba vòng, tỏ lòng cung kính rồi lui lại, ngồi sang một bên. Thiện nam tử, lúc đó ta vì nàng Am La mà thuyết pháp thích hợp. Nghe xong nàng ấy phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bấy giờ trong thành ấy có đến 500 người thuộc họ Lê Sa cũng đi đến chỗ ta, cúi đầu và mặt làm lễ sát chân ta, đi quanh ba vòng tỏ lòng cung kính, rồi lui lại, ngồi sang một bên. Lúc đó ta lại vì những người họ Lê Sa mà thuyết pháp thích hợp với họ rằng: các thiện nam tử, nếu ai buông thả lười nhác thì phải chịu 5 loại quả báo. Những gì là 5? Một là về tài lợi không được đầy đủ như ý. Hai là tiếng xấu lan truyền, đâu đâu cũng biết. Ba là không ưa thích bố thí rộng rãi cho người nghèo khốn. Bốn là không ưa thích gặp gỡ bốn chúng. Năm là không được sinh làm chư thiên cõi trời. Các thiện nam tử, do việc không buông thả, lười nhác mà có thể sanh ra các pháp thế gian cùng pháp xuất thế gian. Nếu ai muốn đạt được quả A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cần phải siêng năng tu tập pháp không buông xả, không lười nhác. Người buông thả lười nhác lại có 13 loại quả báo. Những gì là 13? Một là việc làm đều vì các pháp thế gian. Hai là ưa thích nói ra những lời vô ích. Ba là thường thích nằm lâu mê ngủ. Bốn là ưa thích nói việc thế gian. Năm là thường ưa thích gần gũi bạn xấu. Sáu là thường ưa biếng nhác chậm trễ. Bảy là thường bị người khác khinh chê. Tám là có những việc được nghe lại thường quên mất.
9 là ưa thích ở nơi xa xôi hẻo lánh, 10 là không thể điều phục các căn, 11 là ăn uống không biết vừa đủ, 12 là không ưa thích sự vắng lặng an tĩnh, 13 là chỗ thấy biết không trần tránh. Đó là 13 loại quả báo. Thiện nam tử, nếu là người buông thả lười nhác, tuy có được gần Phật và đệ tử Phật, nhưng cũng giống như ở xa. Những người họ lên xa bạch rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con tự biết mình là những người buông thả lười nhác. Vì sao vậy? Nếu chúng con không phải người buông thả lười nhác, thì đấng Pháp Vương Như Lai hẳn đã ra đời nơi đất nước của chúng con. Khi ấy trong pháp hội có một bà la môn tên là Vô Thắng nói với những người họ lê xa rằng: Lành thay, lành thay, đúng như lời các ông vừa nói, vua Tần Bà Sa La đã được lợi ích lớn. Như Lai Thế Tôn xuất hiện nơi đất nước của ông ấy, cũng như trong ao lớn sanh ra hoa sen mầu nhiệm, tuy sanh trong nước nhưng không bị bùn nước làm hoen ố. Các vị lê xa, Đức Phật cũng vậy, tuy ngài sanh ra ở nước kia nhưng chẳng bị pháp thế gian làm ngăn ngại trì trệ. Chư Phật Thế Tôn thật không có sự xuất nhập, nhưng vì chúng sanh nên xuất hiện ở đời không bị pháp thế gian làm ngăn ngại trì trệ. Chỉ vì các ông tự mình mê muội đắm say trong năm dục, không biết gần gũi tìm đến chỗ Như Lai, cho nên gọi là người buông thả lười nhác. Không phải vì Phật xuất hiện ở nước Ma Già Đà của vua Tần Bà Sa La mà các ông mang tiếng là buông thả lười nhác. Vì sao vậy? Đức Như Lai Thế Tôn như mặt trời, mặt trăng, không phải chỉ vì một người hai người mà xuất hiện ở đời. Bây giờ nghe được lời ấy rồi, những người họ lê xa liền phát tâm an đậu đà la tam hiệu tam bồ đề, lại ngợi khen rằng: Lành thay, lành thay, chàng Vô Thắng này có thể sảng khoái nói ra những lời nhiệm màu sâu xa như thế. Lúc đó những người họ lê xa đều cởi áo đang mặc trên người mà cúng dường Vô Thắng. Vô Thắng nhận áo rồi mang dâng tất cả cho ta, thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con đã nhận được số áo này từ những người họ lê xa, xin nguyện Đức Như Lai thương xót chúng sanh mà thọ nhận sự hiến cúng của con. Khi ấy ta vì lòng thương Vô Thắng nên thọ nhận. Những người họ lê xa liền cùng nhau chắp tay bạch rằng: Xin nguyện Đức Như Lai an cư một thời gian nơi đây, thọ nhận sự cúng dường nhỏ nhoi của chúng con. Ta im lặng chấp nhận lời thỉnh cầu ấy. Bọn sáu thầy ngoại đạo nghe biết việc ấy liền cùng nhau dẫn dắt đồ chúng đi sang thành Bà La Nại. Bây giờ ta lại sang thành Bà La Nại ở nơi bờ sông Ba La. Khi ấy ở Bà La Nại có một chàng con nhà trưởng giả tên là Bảo Xưng đắm say mắm năm món dục, không biết đó là vô thường. Nhờ có ta đến nơi ấy, Bảo Xưng liền tự nhiên đạt được phép quán xương trắng. Nhìn thấy các nàng hầu mỹ nữ trong nhà chỉ toàn là những bộ xương trắng mà thôi, chàng ấy sanh lòng gây sợ như nhìn thấy đao kiếm rắn độc, giặc cướp lừa dữ, liền bỏ chạy ra khỏi nhà tìm đến chỗ ta. Trên đường đi luôn miệng nói rằng: Sa môn Cổ Đàm nay còn như bị giặc cướp rượt đuổi, khiếp sợ vô cùng, xin ngài cứu giúp. Phật dạy: Thiện nam tử, Phật pháp tăng là an ổn không sợ sệt. Chàng trưởng giả bạch rằng: Nếu trong tam bảo không có sự sợ sệt, nay con nguyện cũng sẽ được sự không sợ sệt ấy. Ta liền cho phép Bảo Xưng xuất gia nhập đạo. Khi ấy Bảo Xưng lại có 50 người bạn, nghe tin Bảo Xưng chán bỏ sự vui hưởng dục mà xuất gia, liền đồng lòng cùng nhau xuất gia. Bọn sáu thầy ngoại đạo nghe biết sự việc liền dần dà kéo nhau sang cả bên thành lớn Chiêm Bà. Bấy giờ tại thành Chiêm Bà, tất cả nhân dân đều phụng sự đối chúng của bọn sáu thầy ngoại đạo, nhưng chưa từng nghe biết đến các danh xưng Phật Pháp Tăng, nên có rất nhiều người phạm vào những việc cực ác. Khi ấy ta vì thương xót chúng sanh nên đến thành Chiêm Bà. Trong thành lúc ấy có một vị đại trưởng giả không có con nối dõi, lo việc phụng sự cho bọn sáu thầy ngoại đạo để cầu được có con. Rồi chẳng bao lâu, vợ người ấy mang thai. Trưởng giả biết vợ có thai, liền đến chỗ bọn sáu thầy ngoại đạo vui vẻ hỏi rằng: Vợ tôi mang thai đó là trai hay gái? Bọn sáu thầy ngoại đạo đáp: Chắc chắn sẽ sanh con gái. Nghe như vậy trưởng giả lấy làm sầu não. Khi ấy có người trí thức đến hỏi trưởng giả rằng: Tại sao ông sầu não như vậy? Trưởng giả đáp: Vợ tôi mang thai, tôi chưa biết là trai hay gái nên đến hỏi sáu thầy ngoại đạo. Họ dạy rằng như tướng pháp của ta quyết định sẽ sanh con gái. Nghe lời ấy rồi tôi tự nghĩ mình tuổi đã già, giàu có vô cùng, nếu không có con trai thì biết lấy ai thừa kế, vì vậy nên tôi buồn giàu. Người trí thức kia liền khuyên rằng: Ông thật không có trí tuệ,
từ trước tới nay không nghe biết gì sao? Anh em ông Yêu Lâu Tản Loa Ca Diếp là đệ tử của ai? Là đệ tử Phật hay đệ tử sáu thầy ngoại đạo? Nếu sáu thầy ngoại đạo là những người biết tất cả, tại sao ông Ca Diếp bỏ đi chẳng thờ lại đến làm đệ tử Phật? Lại nữa, các ông Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân, các vị quốc vương như vua Tần Bà Sa La, các bậc hoàng hậu phu nhân như bà Mạt Lợi, các vị trưởng giả ở các nước như bọn ông Tu Đạt Đa, những người như vậy chẳng phải đều là đệ tử Phật cả sao? Lại những quỷ thần khoáng dã, vua A Xà Thế, voi say hộ tài, ương quẩn ma la, ác tâm mãnh liệt, muốn giết hại mẹ mình. Những trường hợp như vậy há chẳng phải đều do Đức Như Lai điều phục hay sao? Trưởng giả, Đức Như Lai Thế Tôn đối với tất cả các pháp đều rõ biết không ngần ngại nên được xưng là Phật. Lời Ngài nói ra chân thật duy nhất nên gọi là Như Lai. Ngài đã dứt trừ hết thảy mọi phiền não nên gọi là bậc ứng cúng, xứng đáng nhận sự cúng dường của tất cả chúng sanh. Lời dạy của Đức Thế Tôn bao giờ cũng là chân thật duy nhất. Bọn sáu thầy ngoại đạo không được như thế, làm sao có thể tin được? Hiện nay Đức Như Lai đang ở gần đây, nếu muốn biết sự thật thì ông nên đến chỗ Phật. Khi đó trưởng giả liền đi với người ấy đến chỗ ta, cúi đầu vào mặt lễ bái sát chân ta, đi quanh ba vòng cung kính rồi chắp tay quỳ mọc thưa rằng: Thế Tôn, đối với chúng sanh bình đẳng, không phân biệt kẻ oán người thân, đều xem như nhau. Con này bị dây luyến ái trói buộc, không thể không phân biệt kẻ oán người thân, này còn muốn thưa hỏi Như Lai Thế Tôn, nhưng tự trong lòng cảm thấy xấu hổ, sợ sệt không dám nói ra. Bạch Thế Tôn, vợ con mang thai, sáu thầy ngoại đạo đều nói chắc rằng sẽ sanh con gái, việc ấy là thế nào? Phật dạy: Trưởng giả, đứa con trong thai vợ ông đó chắc chắn là trai, đứa trẻ ấy sanh ra rồi phước đức không ai bằng. Khi ấy trưởng giả nghe lời ta dạy rồi hết sức vui vẻ, bèn trở về nhà. Bọn sáu thầy ngoại đạo nghe ta nói trước rằng đứa trẻ chưa sanh kia là con trai và có phước đức lớn, liền sanh lòng ghen ghét. Họ dùng trái am la trộn thuốc độc vào mang đến nhà trưởng giả, nói rằng: Sung sướng thầy, cô Đàm khéo nói ra được tướng này, khi nào vợ ông sắp sanh nên cho uống thuốc này, uống thuốc này rồi thì đứa con sẽ được đoan chánh, người mẹ không có bệnh hoạn. Trưởng giả vui vẻ nhận lãnh thuốc độc, đến lúc gần sanh đưa cho vợ uống, bà uống thuốc rồi liền chết ngay. Bọn sáu thầy ngoại đạo lấy làm mừng rỡ, đi khắp sông thành thị lớn tiếng rêu rao rằng Sa Môn Cổ Đàm nói trước rằng vợ trưởng giả ấy sẽ sanh con trai, đứa con ấy sẽ có phước đức trong thiên hạ không ai hơn. Nay đứa trẻ chưa sanh ra mà người mẹ đã bỏ mạng, khi ấy trưởng giả đối với ta lại mất lòng tin, liền y theo pháp thế gian mà khâm liệm Quan Quách, đưa ra ngoài thành chất nhiều củi khô chuẩn bị dùng lửa thiêu. Ta dùng đạo nhãn thấy rõ việc ấy, liền bảo A Nan: Hãy mang y lại đây, ta muốn đến nơi đó phá trừ tà kiến. Ngay lúc đó Thiên Vương Tỳ Sa Môn liền bảo vị đại tướng Ma Ni Bà Đà rằng: Này Như Lai muốn ngự đến chỗ bãi tha ma ấy, khanh mau tới đó dọn dẹp quét rửa, đặt tòa ngồi sư tử, tìm những loại hương hoa thơm đẹp để làm trang nghiêm vùng đất ấy. Khi ấy bọn sáu thầy ngoại đạo từ xa nhìn thấy ta đi đến, liền bảo nhau rằng: Sa Môn Cổ Đàm đến bãi tha ma này chắc là muốn ăn thịt chăng? Bấy giờ có nhiều người chưa chứng đắc pháp nhãn trong số các cư sĩ nam, thầy đều lấy làm hổ thẹn thưa với ta rằng người đàn bà ấy đã chết, xin Phật không nên đến đó. Lúc đó A Nan liền nói bảo mọi người rằng: Hãy đợi một chút, không bao lâu nữa Như Lai sẽ mở rộng cảnh giới của chư Phật. Khi ta đến nơi, liền ngự trên tòa sư tử, trưởng giả cần vấn ta rằng vì nói lời chân thật duy nhất nên ngài được xưng là Thế Tôn, nhưng nay người mẹ đã chết rồi, làm sao sanh con trai? Ta nói: Trưởng giả, lúc trước ông không hề hỏi ta về mạng số người mẹ dài hay ngắn, ông chỉ hỏi ta về cái thai đó là trai hay gái mà thôi. Chư Phật Như Lai nói ra đều là lời chân thật duy nhất, cho nên phải biết rằng ông chắc chắn sẽ được con trai. Lúc ấy tử thi bị thiêu, bụng nứt ra, rồi từ trong bụng hiện ra đứa con, ngồi ngay ngắn trong lửa như chim uyên ương đậu trên tòa sen. Bọn sáu thầy ngoại đạo thấy vậy liền nói: Yêu mị thay, Cổ Đàm thật khéo làm ảo thuật. Trưởng giả nhìn thấy như vậy trong lòng mừng rỡ, của trách sáu thầy ngoại đạo rằng nếu nói là ảo thuật sao các ông không làm được như vậy. Lúc ấy ta bảo: Kỳ bà, ông hãy vào trong lửa bế đứa bé ấy ra đây.
Kỳ bà vừa chuẩn bị bước đi, bọn sáu thầy ngoại đạo liền đến trước mặt ngăn lại, bảo kỳ bà rằng sự biến hóa ảo thuật của sa môn Cổ Đàm không phải lúc nào cũng vậy, có khi được, có khi chẳng được. Nếu như chẳng được thì ông có thể bị hại, sao ông lại tin lời ấy? Kỳ bà đáp: giá như Đức Như Lai sai tôi vào địa ngục A Tỳ thì lửa giữ nơi ấy cũng sẽ không thể đốt tôi được, huống chi là lửa ở thế gian. Liền đó, kỳ bà bước vào trong đám lửa, dường như đi vào dòng nước sông mát mẻ, bế lấy đứa bé, rồi trở ra đi đến chỗ ta, trao nó cho ta. Ta nhận đứa bé rồi, bảo trưởng giả rằng thọ mạng của tất cả chúng sanh không có gì chắc chắn, chỉ như bọt trên mặt nước. Nếu chúng sanh có nghiệp quả lớn lao, thì lửa không thiêu được, thuốc độc không hại được. Việc này là do nghiệp quả của đứa bé, không phải do ta làm được. Khi ấy trưởng giả bạch rằng: lành thay Thế Tôn, nhờ có được đứa bé này, con mới thấu rõ được nghiệp quả, nguyện Như Lai đặt tên cho nó. Phật dạy: trưởng giả, đứa bé này sanh ra trong lửa dữ, lửa gọi là Thọ Đà, vậy nên đặt tên nó là Thọ Đà. Bây giờ những người có mặt nơi ấy đều được thấy ta biến hóa thần thông, nên có vô lượng chúng sanh liền phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đà. Lúc đó bọn sáu thầy ngoại đạo đã đi qua khắp sáu thành lớn, nhưng chẳng được dừng chân ở đâu cả, phải cúi đầu hổ thẹn. Rồi họ lại đến thành Câu Thi Na này. Khi đến đây rồi, họ tuyên bố rằng mọi người nên biết Sa Môn Cổ Đàm là nhà ảo thuật lớn, dối gạt thiên hạ trong khắp sáu thành lớn. Ví như một nhà ảo thuật giả dối tạo ra bốn loại quân: quân dùng xe, quân cưỡi ngựa, quân cưỡi voi, quân đi bộ. Người ấy lại còn giả dối tạo ra mọi thứ như chuỗi ngọc, thành quách, cung điện, sông rạch, ao hồ, cây cối. Sa Môn Cổ Đàm cũng vậy, ông ấy giả dối tạo tác thân vua vì sự thuyết pháp, nên ông hóa làm thân Sa Môn, thân Bà La Môn, thân nam, thân nữ, thân nhỏ hoặc thân lớn. Có khi ông làm thân súc sanh, thân quỷ thần, hoặc ông thuyết vô thường, hoặc ông thuyết hữu thường. Có khi ông thuyết là khổ, có khi ông thuyết là vui, hoặc ông thuyết hữu ngã, hoặc ông thuyết vô ngã, hoặc ông thuyết hữu tịnh, hoặc ông thuyết bất tịnh. Có lúc ông thuyết hữu, có lúc ông thuyết vô. Việc làm của ông ấy là hư vọng nên gọi là ảo. Ví như do nơi hạt giống mà có được quả, Sa Môn Cổ Đàm cũng vậy, do nơi bà Ma Gia mà sanh ra, mẹ là huyễn, con không thể là không huyễn. Sa Môn Cổ Đàm không có chỗ thấy biết chân thật. Các thầy Bà La Môn trải qua nhiều năm tu tập khổ hạnh, giữ gìn giới cấm, còn nói là chưa có sự thấy biết chân thật. Huống chi Cổ Đàm tuổi trẻ học cạn, không tu khổ hạnh, làm sao có được chỗ thấy biết chân thật? Nếu có thể tu tập trọn đủ 7 năm khổ hạnh, chỗ thấy biết còn chưa nhiều, huống chi ông ấy tu tập chưa được 6 năm. Chỉ những kẻ ngu si không có trí tuệ mới tiếp nhận lời dạy của Cổ Đàm. Nhưng nhà ảo thuật lớn dối gạt những kẻ ngu, Sa Môn Cổ Đàm cũng giống như vậy. Thiện nam tử, bọn sáu thầy ngoại đạo ấy cố hết sức làm cho chúng sanh trong thành này tăng trưởng tà kiến. Thiện nam tử, ta thấy việc ấy sanh lòng thương xót, bèn dùng thần lực triệu thỉnh trừ Đại Bồ Tát mười phương tụ hội về nơi rừng này, đầy khắp trong một vùng ngang dọc là 40 do diên. Ta ở giữa nơi này mà phát tiếng pháp âm rền vang như tiếng giống của sư tử chúa. Thiện nam tử, dù có giảng thuyết nhiều ở nơi vắng vẻ cũng không gọi là như tiếng giống của sư tử. Thuyết pháp giữa đại chúng toàn những bậc trí tuệ như thế này mới thật là rền vang như tiếng giống của sư tử chúa. Thuyết pháp đó là giảng nói rằng tất cả các pháp đều vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, chỉ riêng nói rằng Như Lai là thường lạc ngã tịnh mà thôi. Lúc ấy bọn sáu thầy ngoại đạo lại nói rằng nếu Cổ Đàm có ngã, chúng ta cũng có ngã. Nói ngã đó là người nhìn thấy vật gọi là ngã, Cổ Đàm. Ví như có người nhìn theo một hướng mà thấy vật, cái ngã cũng như vậy. Hướng là ví với con mắt, người thấy đó là ví với ngã. Phật bảo bọn sáu thầy ngoại đạo rằng nếu nói người thấy đó là ngã, nghĩa ấy chẳng đúng. Vì sao vậy? Như ví dụ mà các ông dẫn ra đó, nhìn theo một hướng mà thấy, người ở tại một hướng mà dùng đủ sáu căn, nếu quyết định là có một cái ngã nhân nơi con mắt mà thấy, vì sao trong một nhãn căn của người kia không nhận biết được tất cả các trần? Nếu trong một căn không thể cùng lúc nghe thấy nhận biết cả sáu trần, nên biết rằng trong đó thật không có ngã.